Giá cả hàng hóa Việt Nam hay còn gọi là CPI trong tháng 4 tăng 0,33% so với tháng trước. Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Trong đó, nhóm nhiên liệu tăng nhanh do giá xăng dầu liên tiếp tăng. Bên cạnh đó, nhóm lương thực cũng tăng chủ yếu là giá gạo vì người tiêu dùng mua tích trữ do lo ngại tình hình hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm 2015, Việt Nam đã nhận 14 đơn kiện phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu sang nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ quan quản lý nhà nước không nắm rõ thông tin về phòng vệ thương mại nên đưa ra những chính sách vi phạm hiệp định WTO. Chi tiết này được ghi trong bản báo cáo vừa được Cục Quản lý Cạnh tranh của Bộ Công Thương công bố. Cụ thể, vi phạm nhiều nhất ở việc bán phá giá với 12 đơn kiện, tăng 140% so với năm 2014. Giá thu mua ớt tại Quảng Ngãi đang tăng đột biến do bị các thương lái Trung Quốc chi phối. Cụ thể, chỉ trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 25 tháng 4, giá từ 20.000 đồng một ký đã tăng lên 42.000 đồng một ký. Một người trồng ớt cho biết đây là mức giá cao nhất bán được trong 30 năm qua.